Rồi, cái hôm trước là mình đã học tới cái bài đường tiềm cận, mình đã nói cái lý thuyết qua và mình đã làm các cái bài tập minh họa về đường tiềm cận rồi. Thì cũng tương tự như bữa trước là bữa nay mình tiếp tục thì tụi em cứ bình luận trong này nha. Bạn nào biết thì nhấn cái đáp án vào cho nó sơm chút. Thì bài vừa trước là mình đã làm cho cái câu 11 này ha, tớ lựa các cái câu cần làm ra, câu cần làm ra thì coi thử là tiềm cận thì có hai loại tiềm cận là tiềm cận đứng với tiềm cận ngang đó. Đấy, làm ví dụ 1, 2, 3 là xong hết rồi nè, 4, 5 xong rồi à, đúng rồi, 1, 2, 3, 4, 5 xong hết rồi. 5 này, 3, 4, 1, 2, đúng rồi. Rồi 12, 11. Ok, hết rồi nha. Là bài cũ á. Bây giờ mình sẽ tiếp tục các cái bài. Ngày hôm nay mình sẽ làm cái bài tổng hợp ha. Tổng hợp cả hai loại đường tiềm cận luôn. Cái bài đầu tiên là cái câu ví dụ 6 à. Bạn nào làm rồi thì mình đáp án vào thử nha. Rồi thầy với bạn là cùng nhau hướng dẫn cái này. Ví dụ số 6. Người ta hỏi số đường tiềm cận của đô thị hàm số này. Thế là khi người ta hỏi cái câu đó có nghĩa là người ta đang hỏi tiềm cận đứng với tiềm cận ngang. Mình chỉ học hai loại đường tiềm cận thôi, đứng với ngang. Câu này đáp án sẽ là gì? Trong thời gian chờ mấy đứa bình luận thì thầy lấy luôn câu 7 nha. Rồi, thì coi thử là em bạn bình luận câu 6 là gì rồi. Sau B, sau B, đúng rồi. Sau B, rồi Hậu, Anh Tư, Thanh Vi, Nghiệp, Mỹ Linh, Tường Vi. Rồi, cảm ơn các em nha, Hồng Minh. Hồng Minh bình luận câu 7 luôn ha. Ok. Rồi, cũng như vậy nha. Nhưng bạn khác ráng, ở nhà ráng làm đi nha. Làm rồi. Rồi tụi em theo dõi nó có đúng có sai rồi đó, nên nó thấm hơn ha. Em chưa làm bao giờ mà cái nhìn thầy giải không là nó ít thấm lắm. Rồi tới đây số đường tiềm cận tức là mình cần tìm cái gì, cái tiềm cận đứng với cái tiềm cận ngang, đúng không? Tiềm cận đứng với tiềm cận ngang. Ở đây tiềm cận đứng là gì? Tiềm cận đứng là cái nghiệm với mẫu đồng thời thay vào tử nó xác định à, xác định mà bằng không thì phải xét riêng mà. Thì đây mình thấy là đối với cái hàm phân tích
thì bậc nhất là bậc nhất thì nó luôn luôn có đứng với ngang luôn, thì đứng lúc này là x bằng 2 điểm với mẫu ha, từ đâu có gì đâu thầy. Còn tìm bằng ngang là lấy cái đứng trước x chia cái đứng trước x, thì đứng trước x trên này là không có gì hết đúng không, và chia cái dưới này là một, tức là không chia một á thì kết quả là bằng không, nên y sẽ bằng không. Còn nhiều bạn sẽ nói là bậc tử nhau bậc mẫu cũng được ha, bậc tử nhau bậc mẫu thì nó không ra như thế. Còn không biết thì bấm máy tính nha, bấm tính thầy đã chỉ kỹ ở bài phía trước rồi nha, lúc thầy chỉ rất kỹ chuyện bấm máy tính rồi nha. Nên tổng cộng có hai cái đáp án B rồi, các em mình làm đúng rồi. Bây giờ câu tiếp theo là câu ví dụ 7 à, này có Minh bình luận rồi, mấy bạn khác cứ bình luận vô nha, thầy giải luôn mà quay qua coi đáp án tụi em. Ví dụ 7 người ta cũng tương tự như thế, người ta cho một cái hàm. Vậy thì ở đây mình thấy là tìm bằng ngang nó dễ tính hơn nên thì tính tìm ngang trước. À, tìm bằng ngang là cái đứng trước bậc lớn nhất chia cái đứng trước bậc lớn nhất, nghĩa là một chia một thì kết quả là bằng bằng một. Tìm bằng ngang là y nha, nghĩa là có một cái ngang. Tìm bằng đứng thì thằng này là gì, nghiệm dưới mẫu của nó, nghiệm mẫu là x bình trừ 4 bằng 0. Thì giả được hai nghiệm là một nghiệm bằng 2, một nghiệm bằng trừ 2. Được chưa? Tức là nghiệm trừ 2 em thay vào tử á. Thầy đang làm tự luận nha. Thầy đang làm tự luận, hiểu tự luận. Thầy ghi. Còn mà bạn bấm máy tính cũng được nha. Các bạn bấm máy tính ok thì chỉ hết rồi nha. Thay vào tử thì nó xác định nó không bằng không. À, em tử thì tử cắt không. Bằng nhiêu kệ nó hay ha. Chắc không nên ok. X bằng trừ 2 là tìm thằng đứng. Đó. Còn thằng này thay vào tử. Thay vào tử thì nó bằng không. Tử bằng không nhưng trong trường hợp này là nó sẽ bị trượt luôn. Bằng không thì chưa biết nha mấy đứa. Bằng không thì chưa biết nhưng cụ thể trong trường hợp này thì nó sẽ không phải à. Nên cuối cùng chỉ còn hai cái thôi. Còn tại sao không phải thì mình phải phân tích cái nhân tử của tử quý mẫu ra rồi mình tính thì sẽ thấy ha. Còn cái chuyện đó mấy bạn làm không được mấy bạn cứ bấm máy tính là xong thế thôi ha. Đấy. Mình đang coi đáp án thì sẽ lấy câu câu 8. Coi rồi mấy bạn bình luận câu 7 phải làm gì? 7C đúng rồi, kết quả 8B, 8D, và số 8 khác nhau rồi. Số 8 đáp án khác nhau rồi. Cái hai luồng đáp án đúng không? Câu 8 có hai luồng đáp án. B với D. Rồi, bây giờ mình phân tích câu 8 nha. Tìm tọa độ giao điểm Y của hai đường tìm cận của cái đồ thị hàm số này, tức là bản thân cái hàm số này nó có hai đường tìm cận đúng không, bản thân cái hàm số này nó có hai đường tìm cận, một đường tìm cận là tìm cận đứng x bằng nghiệm dưới mẫu á, nghiệm dưới mẫu trong trường hợp này là 2/3 nha, một đường là tìm cận ngang Y bằng y bằng trong trường hợp này là cái đứng trước x là số 2 chia cái đứng trước y x đây là số trừ 3, vậy là trừ 2/3 nha. Vậy thì giao điểm, cái giao điểm y của hai đường tìm cận chính là x và y này nè. À sao thế thôi, vậy đáp án phải là câu B đúng không? Là con B nha, không phải D nha. Các bạn bị lộn nghe nó ăn D.
Rồi, đó tiếp theo. Cái sắp về đây luôn cho nó theo một cái file tuyển liệu con file gốc này thầy gõ không này. Câu này phải đi xuống dưới rồi, mà kệ nó tới nơi lên xuống dưới thôi, đúng máy rồi, đang lót đúng máy không? Người chăm này là bị khùng gì ta, đây cho hàm số y bằng có đồ thị C, vấn đề nào dưới đây sai à, em mới comment nha, tiếp thầy coi quay lại coi nha. Tập đối xứng của đồ thị C là điểm Y 32, tâm đối xứng cái quên lộn tâm đối xứng của đồ thị C điểm Y. Cái tâm đối xứng này là cái mình chưa có học ở trong cái phần đồ thị, ở đây thì thầy nói trước thôi. Cái tâm đối xứng chính là giao của hai đường tiệm cận nha, tâm đối xứng là giao của hai đường tiệm cận nha. Ghi mấy cái lý thuyết đây cho mấy bạn sau này là có gặp tâm đối xứng của cái thằng bậc nhất á. Tâm đối xứng của đồ thị Y bằng X cộng B trên X cộng D là cái giao của hai đường tiệm cận. Tâm nó là giao hai đường tiệm cận. Thì giờ giao điểm của thằng này là gì? Là trừ 3 với trừ 2, cho nên đáp án A là sai mất tiêu rồi. Đúng không? Trừ 3 với trừ 2 này, trong trường hợp bài toán của mình là nghiệm như mẫu là trừ 3, nên tử là lấy cái x chia cho cái đây là trừ 2. Đó, nên câu A là sai rồi. Được chưa? Đó. Còn nếu mình kiểm tra các câu còn lại thấy đúng thôi đường thẳng y bằng trừ 2 tìm cận ngang, đúng rồi, x bằng trừ 3 tìm cận đứng, đúng luôn à. Còn trừ 3 217 thuộc đường tìm cận đứng của C, đúng rồi, tìm cận đứng là x bằng trừ 3 thì cái bất kỳ điểm điểm nào có dạng là các điểm thì phân tích để cho sau này thì em gặp những cái bài tương tự nha, các điểm M có dạng là trừ 3 y không, tức là y là bất kỳ dạng y chạy vô tư luôn á, thì luôn thuộc tiệm cận đứng. Ok nha. Đó, cho nên là cái điểm trừ 3 2017 thuộc giờ đề nó có cho trừ 3 2021 2022 nó không thuộc hết á. Được chưa? Còn các cái điểm inner có tọa dạng là x0, có dạng x0 với trừ 2 thì thằng này là luôn thuộc
dùng cận ngang. Nhưng mà cái x0 này nó phải khác 0-3 nha. Phải không ta? Nó cần khác trừ 3 không ta? Nghiệm như mẫu là trừ 3 à, không, nó thuộc từ bằng ngang mà đâu cần khác trừ 3 đâu. Ok mình cần qua đây chứ, đâu phải thuộc cái này đâu mà khác trừ 3 chỉ. Đấy nha, đây thì nói thêm cái này để sau này mình gặp thì mình nắm cái người ta đang nói gì. À, lỡ nhiều bạn là cứ thấy cái bài đây thì bạn phải thay vô, không cần thay không phải thay ra đây nha, thay vô cái đường tìm cận đứng á. À, thì thay vô thấy x bằng trừ ba bằng trừ ba là đúng này, còn ở đây không không có chỗ để thay không, cái 2017 không có thay được chỗ nào hết á, đâu có y đâu mà thay, cho nên thay bằng cái y không này bất kỳ. À, tương tự như bài lớn sau này đời nó có một cái câu là x không với cái tìm cận ngang thì nó vẫn đúng luôn. Nhớ là cái con số trừ 2, con số trừ 3 này là không phải cố định nha, tùy bài nha. Đó, mỗi bài, mỗi số. Rồi, ví dụ 9, chắc như bạn làm đúng rồi. Làm cái 10 luôn, mà tí thì qua thì kéo coi cái bình luận của 9 với 10 nha. 10, rồi, từ từ đọc đời ha. Cho hàm số có đồ thị về các giới hạn limit x dần về 2 cộng bằng 1, 2 trừ bằng 1. Rồi, phân tích này nha. Các bạn nhiều bạn cũng chưa làm thì giờ cũng đã đọc xong rồi. Phân tích mình có này. À, lim em để ý cho thầy cái này thôi. Cái lim khi nó dần về 2 cộng là dần về số á, bằng 1 tức là bằng số. Dần về số mà ra số thì nó không sinh ra cái gì cả. Nha, cái này là không có được gì hết. Nha, 2 trừ ra 1 cũng không sinh ra được cái tiềm cận nào hết đó. Yeah, nó phải dần ngược lại thôi, dần về số thì phải ra vô cùng, mà dần về vô cùng phải ra số nó mới sinh ra, đúng không? Đây này, dần về cộng vô cùng ra số 2 này, ok này, dần về trừ vô cùng ra số 2 này, ok. Thì bây giờ nhiệm vụ của em là phải nhớ lại, xác định lại là cái nào là đứng, cái nào là ngang. Thì có một cái mẹo thế này này, à, em thấy x mà dần về con số á, thì x sẽ bằng số đó luôn. Nếu nếu tức là x dần về số mà ra vô cùng thì x bằng số đó luôn. Còn nếu nó dần về vô cùng thế này thì x nó không có bằng số gì hết, thì lúc này chuyển sang y bằng. Nhá. Em nhớ mẹo thế này này, y bằng này, em xem đây là y y bằng rồi nhá. Đó, đây mình gặp cái bài là lim lim y khi x dần về số ra vô cùng, thì lúc này là mình nắm cái dưới đây là cái tiềm cận của mình nha. Còn lim y khi x dần về vô cùng nha ra số, thì lúc này là x đâu đâu bằng được đâu đâu, thì y bằng số là tiềm cận. Đây là cái mẹo đó mình nhớ ha. Nhiều bạn tới đây xong phân vân không biết là cái chỗ đây là x hay là y hết, thì chỗ đây phải là y bằng, được chưa? Hai bên cách bằng giống nhau hết, y bằng 2 mà đã y là sẽ là tiệm tiệm cận ngang, nó bán sẽ là cổ an. Nhưng bạn mà làm được thôi, bạn thấy rất là dễ, nhưng mà nhiều bạn là cứ phân vân. Thì cái này là bắt buộc phải làm đúng thôi, chứ không phải là làm được ha. Mà phải ép mình là không 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 có phong vân cái này, nó không có lăn tăn cái này. Thì đây là cách mèo nhớ của thầy này, nên mình không 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 có phong vân là à, bây giờ là biết vậy rồi mà không biết ít thì y hết nhá. Rồi mình coi thử. Câu 9A, rồi 9A, em nó đúng. Câu 10A, 9A. Rồi anh Thư, Minh Thư, rồi Thường Vi, anh Linh, Nghị Nữ. Đúng rồi, à, rồi cảm ơn mấy đứa nha, bà Quỳnh. Rồi, ok mấy đứa. Mấy bạn còn lại chắc chưa làm quá, thấy bình luận hết. Để mấy bạn đây sôi nổi từ hồi bữa trước đến giờ. 40 bạn mà có
mấy bạn sẽ nói ok vậy cũng được rồi ha, bốn năm bạn sẽ nói là vui rồi. Rồi xong không? Xong hai câu đó nha, nhớ cái là bắt buộc phải làm cho đúng cái đó chứ không phải là mình làm mà còn lanh tanh ha. Này chắc ai giờ cái đây đỡ làm gì nữa đâu, không bật rồi 11 xong 12 xong ha, bây giờ mình qua câu 13. 13 thì trong dãy 11 đến 13 thì chắc câu 13 là câu khó nhất, khó nhất thôi cho nó không, nếu mà tính ra trong đời thì nó không không gì là cao siêu hết. Câu 7 điểm á, như bạn thấy sợ thôi, như bạn thấy nó hỏi về đường tròn ngoài tiếp rồi thấy nó mất hồn bùng rụng tay chân. Bây giờ mình bình tĩnh mình đọc đề ha. Rồi các em kia thì comment đáp án thầy nha, nếu bạn nào làm được hoặc comment thử. Hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số cách hai trục tọa độ tại các điểm AB. Vậy thì cái đồ thị hàm số này là bản thân tụi em chưa có được học kỹ à, tụi em chưa biết cái đồ thị của hàm số này ra sao hết à, với bài sau nữa thì mình mới học được. Nhưng mà ở đây nếu nó nói về tiệm cận thì mình biết đúng không, hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số à, như vậy thì thằng này nó sẽ có hai đường tiệm cận mà trong đó là tiệm cận đứng của nó, tiệm cận đứng của nó là x bằng bằng 4 đúng không, nghiệm với mẫu á, tiệm cận ngang của nó là y bằng bằng 3 chưa. Đó, như vậy thì mình sẽ vẽ cái tiệm cận đứng à, khỏi cần này là sẽ vẽ nét nét liền luôn, nước mà mở cho nó càng nhỏ này. Đây thầy chỉ vì cái tiệm cận đứng là x bằng 4 nè, 1, 2, 3, 4 rồi, tiệm cận ngang y bằng 3 này, 1, 2, 3 rồi, cái màu vàng là tiệm cận nha. Đây mình có cái này là y nè, đây là trục của y, đây là trục của x. Rồi nó nói gì, hai cái đường tiệm cận này cách hai trục tọa độ tại các điểm AB. Thì ra AB nằm ở đâu cũng được hết á, ở trên này chỗ nào, tức là người ta không cần không có yêu cầu là điểm A phải nằm ở OI mà điểm E phải nằm ở X, thì thích cho đâu không cho đúng không, tụi em mình phải kêu thứ tự thì cho e là nằm ở ít đi cho thần thôi, chứ còn tiện tích cho đâu nè. Đường tiệm cận ngang nè à, đường tiệm ngang là y bằng ba này, cách b y bằng bốn này, anh em ba bốn ngoài đây nha à. Tính bán kính r của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC à, nhẹ nhàng ha, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác trong trường hợp này giác OAB đây nhé đó dạ. Tam giác này nếu như nó là một cái tam giác bình thường á thì bản thân thì em phải thuộc cái công thức ở năm lớp 10 à, đó là phải thuộc công thức tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác, còn một tam giác bất kỳ, tam giác thường đó. Nhưng trong trường hợp này á ai thì nếu vậy thì thường nó khó, vì khó là ở bản chất là tụi em không quên rồi ha, không có lâu quá mình quên. Nhưng trong trường hợp cụ thể bài này thì nó dễ à, nó dễ hơn nhiều luôn, bởi vì sao, bởi vì cái tam giác này không phải tam giác thường mà đây là một tam giác vuông, vuông vuông tại ô đúng không, mà khi nó vuông tại ô này thì bán kính đường tròn ngoại tiếp cái tam giác vuông chính là
cái tâm đừng còn ngồi tiếp á, thì là trung điểm của cảnh thiền. Cho nên bán kính đường tròn ngoài tiếp trong trường hợp này là AB chia 2. Được chưa? Thầy đang nói chậm mà thầy nhận kỹ cái bài này, sau này tụi em gặp cái dạng tương tự á, em đừng có sợ, nhiều em sợ cái bài này nhưng thực ra là nó làm được. Được. À, không biết được không? Phải bị trước à? Thầy không biết nào vì sao để cho nó nằm ở trong đó. Chưa học được. Như phải vị trước chứ còn giờ vị thì không được ha. Thôi, em tưởng tượng cái hình tròn ra nha. Đây là vị xong rồi dịch chuyển vô ta. À. Nhưng mà phải canh vị đúng ô à, thì mới được. Này là tầm lật xíu à, gần đúng này, đại khái như này, nó hơi lệch lệch chút ha. Dạ, cái hình tròn này vì nó chưa dài thêm chút đấy nè nè. Ừ. Giờ tính Eber ra xong thôi, gì đâu quá nhẹ nhàng à. Muốn tính độ dài Eber thì mình không cần tìm đường A, không cần tìm Eber đâu, mình dùng Pythagore thôi à, dùng Pythagore á. Dạ giờ ở đây thầy nghĩ chắc là hầu hết là các bạn thì theo được á, thầy nói chậm ở đây mà mấy bạn để ý thì mình theo được nó. OE là đoạn OE này thì em điếm này 1, 2, 3, 4 này đó, E là tổ đội 4 này, thì nó bằng 4 thôi. Đoạn OB là 1, 2, 3 này thì nó bằng 3. Vậy thì EB là bằng căn OE bình cộng cho OB bình với tư co á, OB bình 4 bình lại căn lên là bằng 5, căn 25 á là 5. IR thì bằng EB chia 2 5 phần 2. À. Mong là lớp hiểu hết ha. À. Nói chậm gì thì mong hiểu hết thôi chứ còn à. Mấy bạn quen, mấy bạn bị mấy dạng này, mấy đứa quen làm nhanh lắm, làm tính bằng giây chứ không phải tính bằng phút không. Cái thời gian đọc đề làm 20 giây là làm. Mình thì không có cần siêu đó ha, mình cần làm được rồi sau đó cho nó đúng kìa, làm nhanh từ từ mình chỉnh sau. Rồi câu đó là câu 13 xong nha, còn mấy bạn tròn thôi. 13 C lớp mình rất nhiều bạn làm được này. Ồ, học cũng có 4 bạn ở trong mỗi lớp. Có 4 bạn mình lần à. Ok chiều hậu hoa Minh Thư với Mỹ Linh. Rồi, đúng rồi. Nói chung câu nào thì em làm được thì em cứ bình luận thôi, còn không được thì thôi, chứ đâu có nhắc tiếp phải bình luận làm gì hả? Bạn nào làm được thì cứ bình luận lại. Rồi, tiếp theo. Mình qua cái dạng toán thứ hai là dạng toán xác định tìm cận đúng và tìm cận ngang khi biết bảng biến thiên hoặc là cái đồ thị à, bảng biến thiên hoặc là đồ thị. Thì tụi em lưu ý là thầy đang dạy tụi em theo một cái gọi là một cái lộ trình nó giống nhau về các bài nha. Và nó là theo cái dạng mình hay gặp trong cái đề tốt nghiệp nhất. Thầy đã lấy cái đề tốt nghiệp tụi em là đề chuẩn nha, để làm chuẩn, bởi vì là tiện có thi gì thi thì cái kỳ thi cuối cùng vẫn là cái kỳ thi quan trọng nhất. Cái kỳ thi đầu rìa ở đây này chỉ là có một cái phần nào đó thôi. Đấy. Cái điểm số cuối cùng kia vẫn là quan trọng nhất. Vậy thì thầy chỉ lấy cái đó làm chuẩn. Thì mình để ý là các cái bài từ bài 1
đơn điệu, bài 2 cực trị, bài 3 giá trị lớn nhất dài nhất, thì nó đều hầu đi tất cả bài đã đều có hai cái dạng chính, đúng không? Hai dạng chính mà hay xuất hiện đó là dạng một là cái dạng cho một hàm cụ thể xác định, ví dụ cho một hàm cụ thể xác định đơn điệu, trong hàm cụ thể xác định cực trị, trong hàm cụ thể xác định lớn nhất nhỏ nhất. Đấy, rồi bên đây là cho một hàm cụ thể xác định tiền phần lớn, tiền phần ngang hoặc là những vấn đề liên quan. Nói chung là cái dạng một là cái dạng trong hàm cụ thể, mình nhớ cái đó. Còn cái hàm cụ thể đó nó khó hay nó dễ là do cái bài toán người ta muốn cái câu đó là câu khó hay câu dễ. Còn cái dạng thì đó. Và cái dạng hai là gì? Cho đồ thị, cho bảng biến thiên xác định đơn điệu, xác định cực trị, xác định lớn nhất nhỏ nhất. Và bây giờ đến cái xác định tiềm cận. Nha. Thì em nên nắm hai cái dạng chính đó. Rồi, thì vô cái dạng thứ hai thì sẽ ghi ra. Dạng thứ hai là mình đi xác định tìm cận đứng, tìm cận ngang, phi tiếp bảng biến thiên này, đồ thị. Nha. Xác định tìm cận đứng, tìm cận ngang, khi biết bảng biến thiên hoặc là đồ thị. Đó. Thì vào bài toán cụ thể thầy giảng thôi, chứ còn lý thuyết đây thích thì coi không thôi, chả ảnh hưởng gì cho nó bài bản cái tài liệu thôi, kiểu mình thực chiến vô mà các bạn không giảng đây thực chiến một hai câu là nắm được thôi. Các bạn cứ bình luận nha, cứ bình luận. Thứ bảy mình hài tiếp không? Bảy mình lại học đúng giờ. Thì vào thì chờ tầm cỡ 5 phút thôi. Có mấy bạn vào thì dạy ha. Dạy nhiều thời gian hơn cho nó bù lại khoảng thời gian mình mất. Rồi. Bây giờ câu này, cho hàm số y bằng x xác định trên r trừ đi số 0. Đây, cái đó là bị gì đứng máy nó đây là trừ số 0, trừ số 0 hai sọc này, số 0 không xác định này, y phải không xác định, y cũng không xác định luôn. Liên tục trên mọi con xác định và các bạn vẫn tiên như hình bên, chọn hình định đúng, hình định đúng. Vậy thì khi gặp cái dạng này mà trong hình định đúng, hình định đúng nha, người ta hỏi về cái tiềm cận ở đây nó hỏi tiềm cận ngang này, tiềm cận ngang này, tiềm cận đứng này, tiềm cận ngang này, tiềm cận đứng này, thì tức là nó hỏi cả đứng lẫn ngang. Cho nên bây giờ mình sẽ xác định luôn cái cách xác định như sau. Em nhìn vào cái bảng này, em nhìn vào cái bảng nha, em để ý thầy chỉ kỹ một cái bài để cho sau qua cái kia là thầy hoành không ai chứ thầy không có chỉ nói lâu la nữa nha. Bài đầu tiên thầy chỉ cho kỹ đây, nhìn vào cái bảng á thì ít mà vô cùng, nhìn này, x đang vô cùng này, sinh ra em giống dưới y cũng vô cùng, vô cùng ra vô cùng thì không có được gì hết, không có gì hết nha. X là vô cùng, sinh ra y vô cùng, ở cái dạng này không có gì luôn, không có luôn. Vô cùng ra vô cùng không được gì hết á. Đến số này, x là số, sinh ra số thì cái này là không có luôn, tức là cùng loại là sẽ không có, nhớ thế. Cùng loại tức là cùng vô cùng, vô cùng với vô cùng, số với số á thì không được gì hết.
Nhưng mà x bình số này sinh ra vô cùng. À, có rồi đây. Có rồi, x là số sinh ra vô cùng. Thì lúc này là tìm cận đứng. Tìm cận đứng cho này. Và tìm cận đứng đó bằng mấy? Tìm cận đứng đó là x bằng 0. Được chưa? Đó, tụi em nhớ cái cách làm nha. X là số sinh ra số. X là số 1 này, sinh ra số 2 này. À, không được gì hết. Không có. Thì tóm lại sau khi mình xét á thì mình thấy là gì? Có một tìm cận đứng x bằng 0 thôi. Em cho đúng một tìm cận ngang tào lao ha. À, tìm cận ngang sai luôn. Đúng một tìm cận đứng, đúng rồi. À. Nha. Nên là dành cho điểm á nha mấy đứa, nhưng mà vẫn có nhiều bạn không làm được. Lý do là mấy bạn không chịu học thôi, chứ không mấy bạn mà chịu học, mấy bạn để ý cái kia là nó cực kỳ dễ luôn, nó nhẹ nhàng vô cùng. Làm gì đâu, à, mình chỉ có quan sát cái x với cái y thôi. Rồi thì coi thử mấy bạn đúng không, chắc là nhiều bạn làm được rồi. Thì giảng cho những bạn chưa bây giờ tiếp cận. 14C, rất nhiều C. Ồ, này cái dân nó cũng tham gia này. Ok. Bà huynh rồi, mày nữ rồi, mấy bạn này quen thuộc là bi rồi. Ok. Mình kêu mấy đứa ha. Có nhiều bạn làm đúng câu này. Đó. Thì nó làm đúng mà nếu tìm hiểu giống như vậy là ok. Nha. Đi thi thì em nhớ chắc chiêu từng câu. Thì em làm chậm chậm chút được. Nói chung mà mấy bạn không có đặt mục tiêu mà 90 điểm là mấy bạn làm từ từ bình tĩnh, không có gì mà nôn nao. 9 điểm, 10 điểm thì mình cần phải vừa đúng mà vừa nhanh hơn một chút. Nhanh hơn một chút thôi, chứ còn nhiều khi mình chậm lại nhịp để mình giữ cái sức. À, mình đã đua đoạn cuối. Nhiều bạn nôn quá, ép cái não mình căng quá. Ví dụ tôi có 1 tới có 35, 40 mà ép mà căng quá, con nào cũng căng thẳng hết. Làm xong hết 40 câu đó cái nó mệt, nào còn đâu nó gì trời, bấm gì mày ơi. Mà nó còn đâu nữa mà giải. À. Hồi xưa lúc có thầy đi thi có mấy cái đoạn mà mình nghĩ miết không ra cái mình căng quá nè, mình sẵn sàng mình hy sinh 50 phút, 50 phút để cho đọt mà nó bình thường á. À, lúc đó ngồi ngắm trời ngắm mây nấy, mà tia đứa nào mà đẹp đẹp á, ngồi ngắm nó chút, đầu óc có tư thái, cơ thể nó bắt đầu là máu chảy rần rần, não nó lên tao não là phát triển lên. À. Nhưng đó lúc đó mình có thời gian nha, chứ còn nếu mà không còn thời gian nữa tất nhiên không làm việc đó rồi. Đó là đoạn đầu ạ, có nhiều cái thì em canh quá. Thực ra nếu mà càng đông thì lại càng khổ. Như tụi em thấy cái đó phí mà thực ra nó lại giúp cho mình bình tĩnh lại rồi thì khi đó em làm thì nó hiệu suất nó đúng này. À, hiệu suất nó cao á, hiệu suất đúng nó cao mà mình làm việc được nó tốt mà nó nhiều năng suất nó cao lên. Còn nếu mà mình cứ ngồi mình ép, mình đã làm không ra rồi, đã canh rồi, đọc câu nào cũng không làm ra hết mà. Mà ráng cố, nôn mà cuối cùng đâu ra được chuyện gì đâu. Tìm theo chai nước, có nhiều bạn chỉ cần uống ngụm nước thôi. Khoa học đã chứng minh là hầu như là phần lớn mọi người là khi căng thẳng chỉ cần một ngụm nước là nó giúp mình đỡ căng thẳng hơn, bình tĩnh lại hơn. Cho nên cái chuyện mà học giỏi đi thi điểm cao nó khác nhau à. Học giỏi chứ chắc đi thi điểm cao nha mấy đứa. Nó còn về bản lĩnh nữa. Ôi á. Trải qua nhiều kỳ thi bản lĩnh. Rồi. Câu ví dụ 15. Mà cũng bù không bị được. Hồi xưa là thầy của thầy thi là tới 3 tiếng rồi, thi toán 3 tiếng rồi, 180 phút làm từ 7 giờ sáng tới 10 giờ sáng mới xong.
3 tiếng làm 10 câu à? Giờ tụi em thi tiếng rưỡi làm tới 50 câu mà. Hồi xưa thầy 3 tiếng làm có 10 câu chứ mấy. Rồi, cho bảng biến thiên của hàm số y bằng x như sau. Đây, à. Đồ thị hàm số để cho có tổng số bao nhiêu đường tìm bằng đứng và tìm bằng ngang. Được chưa? Như bạn làm mấy bạn trắc nghiệm mấy bạn sợ hết thời gian mấy bạn lật đật mấy bạn đọc cho nhanh rồi mấy bạn thấy rồi mấy bạn chọn. Nhưng mà cái đó nó lại không không không, không tốt đâu nha. Ví dụ như thật sự là tụi em đọc nhanh mà đọc được hết cái nội dung á thì ok, nhưng có những cái bài tụi em đọc nhanh mà tụi em lướt qua được, lướt qua mất cái chữ quan trọng á, cái chữ khó thì hiểu sai cái bài đó, tức là em làm đúng nhưng mà em lại hiểu sai cái ý hỏi á, rất là nguy hiểm đấy. Cho nên là tụi em tập thì được, tụi em ở lúc mà tụi em ở nhà tụi em rèn đề em thử thử mình đọc lướt nhanh qua nó có đầy đủ không đấy. Còn nếu mà không ổn thì mình đọc từ từ xíu, tốc độ nó nhanh hơn bình thường một chút thôi chứ đừng nôn quá. Đang kỹ mấy cái kinh nghiệm mình làm bài, vì tụi em mà nôn á thì em chỉ cần sai một câu thôi. Có nhiều bạn bạn đặt mục tiêu rất là cao á thì bạn chỉ cần sai một câu thôi là hầu như là thất bại á. Cái câu mà ai cũng làm đúng á, câu đáng lẽ là mình phải làm đúng á mà mình lại sai câu đó thì rất là nguy hiểm. Là công sức mình bỏ ra biết bao nhiêu tháng trời để mà làm đúng một cái câu khó mà nó lại bù bằng cái câu dễ đó, đúng không? Cho nên phải chắc chiêu chuyện đó. Nó khổ vậy. Nếu còn những bạn đặt cái mục tiêu thấp thấp là 5 điểm thôi thì nó phí lắm, sai câu này câu khác nó bù vô á thì hầu như là đạt được cái mục tiêu đó. Nếu mà mình học á, lỡ lâu lâu mình sai một câu là bù vô lại. Cho mấy bạn mà học mà đặt mục tiêu 9 điểm về chẳng hạn mà sai một câu tiếc kinh khủng. Cái câu mà mình làm được á mà mình sai tiếc lắm, vì cái công sức, những cái câu mà khó mình công sức đó mới làm ra đúng thì bù vô cái câu mà đáng lẽ mình phải đúng. Ví dụ câu này là câu mà bắt buộc là ai cũng phải làm đúng chứ không phải là làm được, được và đúng. Thì tương tự như nãy thôi, tiện quan sát cho thầy nhìn nhìn à, cái này không có, được chưa? Cái này có, cái này là có, à, vô cùng ra số, cái này là tiệm cận cận ngang, y bạn y bằng ba, được chưa? Số ra vô cùng có, tiệm cận đứng, số ra vô cùng tìm cần đúng, đúng không? Và trong trường hợp này thì bằng đứng nó giống nhau thôi. Đấy, một một bên là thỏa rồi, x bằng được 1/2 và đáp án là tổng số bao nhiêu đường đứng và ngang, tổng số là 2. Nhiều bạn đọc lướt là nó ghi hỏi tổng số cái mà bạn cộng lại, nhiều nhiều đề nó hỏi là tổng số bao nhiêu đường tìm cần đứng chẳng hạn, cho nó trẻ các cái tìm cái ngang vô trọng thì thực ra là bằng cách này kéo một đứng thôi, dù thế. Rồi, bây giờ mới chờ bình luận thì lấy cái đây ra, từ qua thì coi bình luận một đứa xem. Mười lăm D á, chọn gì? À, chọn D đúng rồi. Mất rồi, 15D đúng rồi, mình kêu đó. Rồi qua câu này thử mấy bạn mình lần đúng này. 15D rồi, ok này nha. Anh Tư, Tiết Hoa, Thanh Bi, Mỹ Linh, Bảo Quỳnh, Cát Trăng, Tường Vi, Nhã Linh, Linh là 16 ha. 16 là cả hai bạn chọn C rồi. Mỹ Linh với Tiết Hoa. Coi thử là phải thật sự là C không. Đúng không? Rồi. Cha hàm số y bằng x xác định trên R
bỏ đi hạ số cộng trừ 1 đây, cộng trừ 1 bỏ đi đây. Liên tục trên mọi con xác định và các bạn ưu tiên như hình vẽ. Đó. Số đường tiềm cận của đồ thị hàm số là rồi, tương tự như vậy nha, làm nhanh nha. Vô cùng ra số tiềm cận A y bằng trừ 2. Vô cùng ra số tiềm cận ngang y bằng trừ 2 luôn. Thôi, đâu ghi chi nữa. Số ra vô cùng. Rồi số cũng ra vô cùng nữa. Thì chỉ cần một cái là được rồi nha. Tiềm cận đúng. À, số ra vô cùng. Bên đây cũng số ra vô cùng, không anh hết. Chỉ cần một bên là rõ rồi. Tiềm cận đúng. À, số ra số, không có gì hết. Không có. Vậy là 1, 2, 3. Đúng rồi. Đáp bạn cần C đúng không? Học được 52 phút rồi. Tục, à, tục. Mình cứ học tiếc mà được tiếng hoặc là mình bù lại cái tiếc mất này là trong 17. Cho hàm số y bằng ibit, các bạn biến thiên như hình vẽ dưới đây. Đồ thị hàm số y bằng ibit có bao nhiêu đường tiềm cận? À. Tương tự thôi nha mới chết. Nhận này làm nhiều cũng không ớn luôn ha. Làm vài bài mình nắm rồi ha. Cuối cùng ra số thì là tiềm cận. Tiềm cận ngang. Số ra số không có gì hết, số ra vô cùng tiềm cận đứng, số ra số không có gì hết, số ra vô cùng tiềm cận đứng, vô cùng không ra được cái gì hết thì bỏ hết rồi. À, tổng cộng là bao nhiêu tiềm cận? 2 đứng 1 ngang, được chưa? Ôi, nhà Linh này tương tác với bạn dữ ta, thích với bạn dữ ta. Ok, đúng rồi. Đúng rồi, đứa. Đúng rồi, nhà Linh cái nhiệm vụ là sẽ like những đứa bán mà nhà Linh nghĩ là đúng nha. Ok, những đứa ổn cái này ạ. À. Này là câu tra điểm mà. Đây rồi, quá tuyệt vời. Mục tiêu xong, mình đã xong hai cái dạng quen thuộc nha, hai cái dạng hay gặp nhất á, em nắm hai dạng đó thật kỹ quá ha. Bây giờ rồi qua cái dạng thứ ba là dạng liên quan tới M. À, dạng này thường là học sinh thấy là mệt, cứ thấy cái chữ M vô là bắt đầu là tim rung, chán nản ha. Tìm M là thấy mệt. Thực ra nếu mà không dùng mà không có dùng máy tính mà kiểu lạm dụng nó thì không cần phải có mấy bài M đâu, mấy bài bình thường cũng được, nhưng mà dùng máy tính lạm dụng quá nên nhiều khi là người ta phải lòng mấy bài M vô để cho giảm bớt cái máy tính thôi. À, hạn chế bớt phần nào thôi. Đề mà càng khó là do thế. Như cái đề bên Trung Quốc á,
cái đề toán của nó là nó chia ra đề toán nó thi 120 phút rồi. Thì 2 tiếng hơn mình nửa tiếng, nó chia ra là cái phần nào được dùng máy tính, phần nào không. Cho nên khi vô phòng thi là em làm tới cái mục mà được dùng mà thì em được cầm máy tính làm, và người ta quy định trong thời gian bao nhiêu phút nữa, ví dụ 120 đó, nhưng mà trong cái mục dùng máy tính đó, là người ta quy định là 30 phút chẳng hạn, thì 30 phút đó phải hoàn thành. Em không hoàn thành thì em ráng chịu thôi, không hoàn thành thì tí tí nữa qua cái mục mà không có máy tính em đâu còn đâu em lấy em dùng đó. Thì trong khoảng thời gian đó mình phải hoàn thành thì kiểu vậy á, rồi đến cái không có máy tính thì là thu máy tính lại kiểu thế. Còn cái nước thì nó dùng bằng cái như bạn là bạn nói là bạn sẽ dùng cái cách là lấy máy tính mình bấm cái câu mà không được dùng máy tính á, nhưng mà không đâu, tụi nó bên người ta sẽ phát cái đề riêng á, người ta phát từng phần riêng để chị em thi bên tiếng Anh mà nghe nói đọc viết nhỉ, phát cái phần máy tính ra cho em làm trước, xong thu là hết, xong rồi phát cái phần mà không báo máy tính ra cho em làm, thu máy tính lại bắt đầu làm. Thì cái phần mà không báo máy tính nó dễ lắm, nó những cái bài toán nó đơn giản thôi, nhưng người ta muốn coi thử cái tư duy cái học hành gì không. Rồi bây giờ qua cái dạng M này nha. Cái dạng M này thì chắc anh nghĩ là chị sẽ để cái buổi sau thì chị bây giờ thì bây giờ chuẩn bị bây giờ tụi em chuẩn bị học, một thầy cũng chuẩn bị dạy cái lớp lớp phía sau hả? M này. Nói chung mà thì thấy là lớp lớp mình làm tốt á, các bạn bình luận không biết là mấy bạn có thực sự làm hay không, nhưng mà nếu mà thực sự làm mà rất là tốt, bình luận sôi nổi hầu như là đúng thôi. Không mời thì nó có hơn rồi, không nó gồm có 1 2 3 4. Ê, ngày mai mình sẽ làm thì xong cái kiểm cái phần M của tiệm cận, và mình qua mình học cái đồ thị, học đồ thị mai mình có 2 tiết mà, cho nên mình tiếc là làm tiệm cận chắc kịp á, tiếc làm nhiều đầy bài ok nó kỹ kỹ thôi, còn tiếc làm bên đồ thị bài mới. Nhớ phần hình là mấy bạn nào chưa coi thì coi giùm thầy cái nha, coi trong trong trong, trong kênh của thầy giùm cái, chừng thầy dạy hình cho nó dễ à, thầy đang dùng hết dạy qua đại á, dứt điểm cái chương một của đại để cái chừng sau đó mình quay lại hình, vừa làm học hình vừa ôn đại. Rồi thì tí nữa thầy gọi lên nha. Nhiều bạn cả lao được luôn. Rồi cảm ơn mấy đứa nha. Cái gì là buổi sau em nghĩ. Nhà có tiếp sau cho nếu không thì giảng gì. Rồi chào mấy đứa.